Chị mệt. Ý, đi thử đang. Đi thử đang coi. Hai người định đi đâu vậy? Làm cho sợ hết hồn. Tưởng bị gian sẽ trọng. Người có thể bớt dùng thành ngữ bốn chữ đi được không? Nhưng mà như vậy mới thể hiện được sự nho nhã của ta. Ta không nghĩ vậy đâu. Nghe thương quá. Thôi, lần sau có nói thì chỉ khi có ta với nàng, đừng để người ngoài nghe thấy. Người ngoài. Phụ, quá đáng, người nói ta là người ngoài sao? Nga định đưa cảnh mệt đi đâu vậy? Ái phụ ngã quân nghị được ban mới. Đúng rồi. Nên chúng ta định đi thử đan. Thử đan? Đan gì? Là việc đan đó. Nàng đồng ý rồi. Nàng biết ta đã tình an tiệc đan rồi. Nên đợi đảm bảo.